Một người Muslim sẽ làm gì khi không có nước để lấy wudu lúc đang đi đường xa hoặc đang ở nhà? Tayammum là giải pháp cho trường hợp này. Tayammum là việc chùi mặt bằng hai bàn tay có dính bụi sạch, thay thế cho việc lấy wudu hoặc tắm bắt buộc. Điều này được áp dụng khi không có nước hoặc có nước nhưng không thể sử dụng vì một lý do bệnh tật hoặc lý do tương tự. Đất được phép sử dụng trong lúc tayammum đó là lớp bụi có trên mặt đất hoặc lớp bụi có trên bất cứ vật dụng nào đều được. Cho phép tayammum đối với tất cả bệnh nhân đã được xác định rõ ràng nếu sử dụng nước sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc làm cho bệnh thêm trầm trọng hoặc lâu hồi phục hơn. Điều này được nhận biết bằng cách theo truyền thống của địa phương hoặc qua lời xác nhận của một bác sĩ đáng tin cậy. Còn đối với bệnh nhân không thể cử động và không tìm được người giúp đỡ thì được phép tayammum giống như người không thay nước và không cần phải thực hiện wudu lại sau khi tìm thấy nước hoặc có người giúp đỡ. Điều tương tự cũng được áp dụng đối với những người sợ hãi sẽ phải bị chết hoặc sẽ bị nhiễm bệnh hoặc sẽ làm cho bệnh thêm trầm trọng khi sử dụng nước dưới trời rất lạnh, nhất là khi không có gì đó để đun sôi nước. Tayammum cũng được quy định cho những người nghĩ rằng mình cần nước hơn trong thời gian tới do cơn khát của con người hoặc do động vật được Islam tôn trọng như con ngựa. Nghĩa là khi chúng ta đi safar hoặc chúng ta chỉ có dự trữ một lượng nước nhất định dành để uống cho con người và động vật, nếu chúng ta mang nước đó ra sử dụng để lấy wudu hoặc tắm thì nó sẽ bị hết và trong thời gian tới sẽ cạn nước. Thì trường hợp đó chúng ta được phép thay thế lấy wudu và thay thế tắm bắt buộc bằng cách tayammum. Bởi nếu như cơn khát dẫn đến, nó sẽ thứ nhất làm cho người ta chết hoặc là bị thương nặng nếu như không tìm thấy nước kịp thời. Việc tayammum được phép thực hiện ngay cả lúc đi đường và khi chúng ta đang ở nhà. Và cách thức tayammum như sau: chỉ cần một lần dỗ đôi bàn tay của mình xuống mặt đất sạch và thổi nhẹ, sau đó chùi cả hai bàn tay lên mặt, sau đó dùng tay trái chùi lên lưng bàn tay phải và ngược lại dùng bàn tay phải chùi lên lưng bàn tay trái. Như thế là bạn đã thực hiện xong tayammum. Bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói với vị sahaba: chỉ cần anh làm như thế này, thế là người đã dỗ đôi bàn tay của mình xuống mặt đất, sau đó thổi vào lòng bàn tay, rồi người vuốt cả hai bàn tay lên gương mặt và sau đó vuốt lên tay phải và vuốt lên tay trái. Vì tayammum cho nên vô hiệu lực giống như nước wudu và tắm chùi nước bị vô hiệu vậy. Nghĩa là tayammum nó là thay thế hoàn toàn cho nước wudu và thay thế hoàn toàn cho việc tắm bắt buộc. Thì chúng ta rơi vào những trường hợp mà làm hư nước wudu hoặc việc tắm bắt buộc của mình thì lúc đó tayammum cũng trở nên vô hiệu. Khi đang hành lễ salat bằng tayammum mà chúng ta phát hiện được nước thì lúc đó chúng ta cần phải ngưng ngay lễ nguyện salat đó mà lấy nước wudu nếu như chúng ta tayammum bởi do không có nước. Còn nếu như chúng ta đã hành lễ salat xong rồi mới phát hiện được nước hoặc thấy nước sau đó thì không cần phải lấy nước wudu gì cả, bởi chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Tương tự, khi các nguyên nhân cản trở sử dụng nước giống như kẻ thù đã đi, bệnh tật đã khỏi, thời tiết lạnh đã hết thì lúc này bắt buộc chúng ta cần phải lấy nước wudu lại bình thường bởi nguyên nhân nó đã không còn. Tayammum nó hoàn toàn giống như tắm bắt buộc và lấy wudu vậy, cho nên người tayammum được phép hành lễ salat tùy thích, salat bắt buộc và salat sunnah. Wallahu a'lam.